Cô gái đang ngồi nghĩ mát bên bờ biển thì bỗng nhiên tóc cô bị kéo dựng lên không biết lý do. Cô hoảng hốt gọi bạn đến phụ giúp. Anh chàng cầm chiếc ghế đánh mạnh vào không khí cũng bỗng nhiên bị văng ra xa. Cô gái này tên là Mary. Vài ngày trước, cô ấy vui vẻ chạy đến rạp chiếu phim để tìm bạn trai của mình. Anh chàng Peter chính là người mà Mary hẹn hò đầu tiên. Họ xem được đến nửa bộ phim, Peter đột nhiên chỉ vào lối vào phía sau. Và bạn gái có nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo vàng không? Cô ta nhìn chằm chằm vào cửa một lúc lâu, sau đó lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu. Anh ta sắc mặt đột nhiên thay đổi, kéo bạn gái lao ra khỏi rạp chiếu phim. Mary hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Anh cũng chỉ nói phim này không được hay, vậy thì chi bằng về sớm cùng nhau đi ăn. Mary không nghĩ nhiều, đi theo anh người yêu đến nhà hàng. Nhưng khi hai người đang ăn, ngoài cửa sổ của nhà hàng có một người đàn ông đang kín đáo đi về phía bên này. Peter lại tìm cớ khác dẫn cô đi. Nhìn thấy Mary đến xe của mình, anh cũng không tìm hai khách sạn, trực tiếp đóng gạch ở trên ghế sau xe. Sau đó, Mary đang nằm trên ghế sau tận hưởng dư vị, thì người yêu bất ngờ lấy ra một miếng rẻ tẩm thuốc mê làm cô bất tỉnh tại chỗ. Đến khi cô tỉnh lại, cô ấy mới biết rằng mình đã bị Peter bắt cóc. Anh ta vẻ mặt bí ẩn giải thích bên tai rằng anh ấy đang chịu một lời nguyền. Mỗi ngày sẽ có một người bí ẩn đuổi giết anh ấy, mặc dù anh ấy có thể trốn thoát một lúc, nhưng người bí ẩn sau một thời gian sẽ biến thành một người khác anh muốn thoát khỏi. Nhưng anh chỉ có thể truyền lời nguyền cho người khác thì anh sẽ được buông bỏ. Vì Mary đã bị nhiễm lời nguyền, cô ấy cũng nhìn thấy người bí ẩn mà anh ta đang nói đến. Lúc này, thứ đó đã biến thành một người phụ nữ gợi cảm và đang đi về phía hai người bọn họ. Thấy vậy, anh ta vội vàng bế Mary chạy một mạch đến trước cửa nhà cô, sau đó bỏ mặc cô trần truồng trên bãi cỏ, chạy đi không thèm ngoảnh lại. Đúng lúc này, em gái của Mary đang chơi bài tiến lên với Glenn và cô gái tóc xoăn nhà hàng xóm, thấy tình hình như vậy liền gọi cảnh sát. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã đến nhà họ. Sau đó Mary mới biết rằng người yêu là một kẻ nói dối, chứng minh thư của anh ấy là giả, xe và nhà đều được thuê và mối quan hệ giữa hai bên là tự nguyện. Cảnh sát chỉ có thể mô tả vấn đề là một vấn đề tình cảm và không lập hồ sơ để điều tra. Sau khi ở trong bệnh viện vài ngày, Mary cuối cùng đã được xuất viện và trở lại trường học để tiếp tục các chương trình học của mình. Trong lúc bất giác, cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bà lão mặc đồ trắng đang nhìn cô chằm chằm và đang bước nhanh về phía cô. Mary ngay lập tức nhớ đến lời nguyền mà Peter đã nói nên đã thu dọn cặp sách và rời khỏi lớp mà không cần suy nghĩ. Không bao lâu sau, bà lão cũng đi vào hành lang trường học. Mary vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện chỉ có mình có thể nhìn thấy bà lão áo trắng. Mary cũng không dám ở lại nữa, chạy một mạch về đến nhà, nói với em gái và Glenn những gì đã xảy ra với cô ấy. Là một người đàn ông, Glenn ngay lập tức đề nghị được ngủ trong phòng khách của nhà cô tối nay và giúp cô ấy canh gác đêm. Đến tối, Mary chằn trọc không ngủ được nên đến phòng khách nói chuyện với anh ta. Đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên có tiếng cửa sổ bị đập vỡ. Glenn vội vàng chạy tới xem xét tình hình. Mary một mình, khi cô đi lên tầng 2, cô tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối đang đi về phía mình. Mary sợ hãi chạy vào phòng la hét, đợi cho đến khi em gái và Glenn thấy tiếng hét và chạy qua. Nhưng họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Trong lúc cả hai đang an ủi Mary thì có người gõ cửa phòng. Glenn cầm cây chổi bên cạnh ra hiệu cho cô ra mở cửa. Khi mở cửa ra thì thấy cô bạn tóc xoăn đang đứng tại cửa. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mary lại kinh hãi khi thấy một người đàn ông cao hơn 2 mét xuất hiện sau lưng cô bạn tóc xoăn và đang lao về phía mình. Mary sợ đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ, nhặt chiếc xe đạp trên mặt đất và lên đảo suốt quãng đường. Trong công viên với tầm nhìn rộng hơn, bạn bè cũng bắt kịp và lần này có một người hàng xóm khác trạc tuổi cô. Sau khi Mark biết chuyện xảy ra với Mary, anh lập tức chở mọi người đến ngôi nhà mà Peter đã thuê, cố gắng tìm kiếm manh mối. Peter dường như đang trốn tránh sự truy đuổi của người đàn ông bí ẩn, thậm chí còn dùng ván gỗ bịt kín tất cả các cửa sổ, bên trong căn phòng càng thêm đổ nát. Ngoài việc tìm thấy một số thuốc an thần, họ còn tìm thấy một bức ảnh cá nhân của Peter từ một cuốn sách, thông qua logo đồng phục của trường trên bức ảnh. Mọi người nhanh chóng tìm ra trường của anh ấy. Thông qua các giáo viên trong trường, Mary cuối cùng đã tìm ra danh tính thực sự của Peter, và ngay lập tức họ đã tìm đến anh ta ở nhà khác. Peter không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói những gì anh ấy biết. Hóa ra những con quái vật này chỉ có những người bị nguyền rủa mới có thể nhìn thấy, và chúng sẽ không ngừng đuổi theo và giết chết những người bị nguyền rủa. Để trì hoãn sự hiệu nghiệm của lời nguyền, họ chỉ có thể chuyển cho nhiều người hơn bằng cách nói cho họ nghe. Những con quái vật sẽ đuổi theo và giết những người bị nguyền rủa theo thứ tự thời điểm họ bị nhiễm lời nguyền, cho đến khi tìm được người cuối cùng. Mary đang rất lo lắng và người hàng xóm đã cho họ một ý tưởng. Anh lái xe chở họ đến ngôi nhà trên bãi biển của gia đình mình, đồng thời lấy khẩu súng lục ổ quay quý giá của mình ra, cố gắng dạy Mary cách giết quái vật.
Sau khi học cách sử dụng súng, Mary dần dần tiêu tan sự khó chịu và theo mọi người đến bãi biển để tắm nắng. Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, một người phụ nữ mặc đồ trắng, người mà mọi người không thể nhìn thấy, đã đi thẳng đến chỗ Mary. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tóc của Mary đột nhiên bị nhấc lên, cô bị đau đến choáng váng. Glenn ở một bên nhanh chóng nhặt chiếc ghế trên bãi biển và ném nó vào Mary, nhưng chính anh ấy cũng bị con quái vật đá bay ra ngoài. Mọi người nhanh chóng trốn vào trong phòng. Glenn vén áo của mình ra và thấy rằng có một vài dấu chân trên bụng. Cùng lúc đó, con quái vật vẫn đang lững thững đi về phía bên này. Để cứu mạng mình, cô ấy đã chộp lấy khẩu súng lục và nhắm vào đầu con quái vật. Cô bắn mấy phát liền, viên đạn xuyên qua đầu con quái vật ngay lập tức, nhưng không lâu sau con quái vật lại đứng dậy. Thấy súng lục không giết được quái vật, mọi người vội trốn vào trong phòng khóa cửa lại. Không ngờ một giây sau con quái vật đã phá một lỗ lớn. Nó biến thành một cậu bé thấp bé và chui thẳng vào từ cái lỗ. Trong cơn tuyệt vọng, Mary lại trốn ra cửa sau, lên xe của anh chàng Mark bắt đầu điên cuồng chạy. Kết quả là trên đường xảy ra tai nạn xe hơi, chiếc xe trực tiếp đâm vào ruộng ngô bên cạnh cô ấy. Khi cô tỉnh lại, cô mới biết mình đã được mọi người đưa đến bệnh viện. Vì Mark không nhìn thấy cảnh Mary bị giật tóc, nên anh ấy đã tự mình trèo vào căn nhà của Mary lúc nửa đêm, và tự mình thử lời nguyền. Nhưng anh ấy đã không thấy con quái vật nào làm tổn thương cô trong nhiều ngày. Vì vậy mọi người cho Mary xuất viện, mỗi người cũng trở về nhà, nhưng Mary thì luôn lo lắng. Mỗi ngày đều nằm trên bậu cửa sổ nhìn chằm chằm vào nhà của Mark. Hôm đó, một người đàn ông bí ẩn đã đập vỡ kính nhà anh ta rồi trèo cửa sổ vào. Mary vội vàng gọi điện thoại cho Mark, nhưng vào thời khắc quan trọng điện thoại di động mất sóng. Trong cơn tuyệt vọng, cô ta vội vã vào nhà của Mark, cuối cùng chạy ra cửa nhưng thấy mẹ của Mark đang gõ cửa phòng ngủ của con trai mình. Mark còn ngái ngủ vừa mở cửa, và người mẹ lao vào. Mark hẹo ngay tại chỗ, hóa ra người mẹ này đã bị biến thành quái vật, và Mary đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mặt mình. Cô thực sự suy sụp, vừa lái xe ra khỏi thành phố, nằm nghỉ trên nắp động cơ một đêm, sau đó đến bãi biển vào ngày hôm sau, và quan hệ tình dục với ba người đàn ông đang chơi môn thể thao nhiều người. Trên cano, cô lái xe về nhà với vẻ mặt xấu hổ. Khi Glenn thấy Mary đã trở về nhà, anh ấy vội vã chạy đến và đề nghị Mary nên ngủ với anh ấy. Vậy thì anh ấy mới có thể bảo vệ cô, nhưng Mary không muốn làm tổn thương bạn, cho nên lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Glenn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ ra kế hoạch B, đó là sử dụng nước trong bể bơi và điện cao thế để đặt bẫy. Hạ gục quái vật bằng sát thương vật lý, họ đã đến bể bơi và sắp xếp các thiết bị điện ở rìa bể bơi. Sắp xếp xong, Mary bơi ra giữa nước và đợi con quái vật đến. Không lâu sau, con quái vật đã đến, nhưng nó nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, thay vì xuống nước, nó lại nhặt đồ trên bờ và ném thẳng về phía Mary. Những người bạn ở một bên hoàn toàn không nhìn thấy quái vật, vì vậy họ chỉ có thể đứng nhìn và lo lắng. Trong cơn tuyệt vọng, Glenn nhặt khẩu súng lục và yêu cầu Mary cho anh ta vị trí của con quái vật, nhưng con quái vật không bị thương bởi một phát bắn. Chị gái ở bên cạnh nhanh chóng suy nghĩ, chỉ cần nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh, ném về hướng Mary chỉ. Chắc chắn nó sẽ che đầu con quái vật. Glenn nhanh chóng đuổi kịp và bắn con quái vật tưởng nó đã chết, nhưng con quái vật đã tóm lấy bắp chân của Mary ngay dưới nước. Thấy Mary sắp chết đuối, Glenn cứ nhắm hướng mà bắn hết đạn vào phía sau cô, thực sự đã bắn chết con quái vật, giúp Mary trèo lên. Cùng lúc đó, bể bơi trong vắt cũng bị máu nhuộm đỏ. Giống như một con quái vật đã bị thương, trải qua sự sống và cái chết, Mary và Glenn cuối cùng đã đóng gạch cùng nhau và trở thành một cặp. Ngày hôm đó, hai người tay trong tay đi dạo trên phố, nhưng con quái vật vẫn tiếp tục bám theo trong hình hài một người đàn ông. Đây có lẽ là thứ sẽ đeo bám bạn cả đời. Mấy bạn đi ngủ nhớ đóng cửa sổ nhé. Hết phim rồi, nhớ thấy hai cho mình một like nhé. Hẹn gặp lại bạn lần sau.